Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các cơ quan đơn vị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Hạ viện của Vương quốc Anh thông qua dự luật cho phép nước này rời khỏi Liên minh châu Âu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 3 cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh quân khu 3 đã về thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình. Tham gia làm việc với đoàn có Đại tá Hà Tất Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ đơn vị và các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Nắm chắc tình hình cơ sở, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2020 như tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức lễ giao nhận quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao quân huấn luyện năm 2020. Trước mắt, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui Tết đón xuân. Lực lượng vũ trang tích cực cùng các ban ngành đoàn thể quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị đói rét. Ngày 10 tháng 1, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết và triển khai công tác trọng tâm ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh năm 2019 là năm ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và quan trọng, kịp thời tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính của tỉnh, rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần có giải pháp, biện pháp tích cực hơn nữa để khắc phục việc chậm chuyển đổi vị trí công tác ở một số địa phương cơ quan đơn vị, cần quan tâm hơn nữa về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo nhanh hơn, có kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể. Năm 2020, tiến hành đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung sâu, cố gắng nỗ lực trong việc là thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn tham mưu cho Ban Thường vụ, rồi ở cấp huyện thì tham mưu cho Ban Thường vụ huyện, rồi cấp xã, các đồng chí thực hiện tốt và đúng chỉ thị 35, đảm bảo nghiêm minh với cái việc là không có chuyện là chạy chức chạy quyền, bố trí cán bộ nhân sự đảm bảo đúng người đúng việc. Và các đồng chí từ nay đến trước đại hội, trước 6 tháng thì thực hiện việc là rà soát để bổ sung Ban Chấp hành nếu cần thiết. Đây là cái bước để chuẩn bị cho đại hội thành công. Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Hòa Bình đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là tham mưu giúp tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 8 cá nhân, Ban Tổ chức tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, ngành thanh tra tỉnh cần tổng hợp các vụ việc có nguy cơ xảy ra điểm nóng, đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả, trong đó cần tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, xử lý giải quyết. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 vào ngày 10 tháng 1. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của ngành thanh tra trong hoạt động công tác năm 2019,
trong đó đáng chú ý là công tác thanh tra hành chính, ngăn ngừa các sai phạm, nâng cao kỷ luật công vụ. Toàn ngành thanh tra đã triển khai 120 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 186 đơn vị và 48 hộ gia đình cá nhân có sai phạm với số tiền hơn 9 tỷ 300 triệu đồng. Việc triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo theo kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh tra tập trung vào lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động thanh tra kiểm tra chuyên ngành được tăng cường tập trung vào những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc ngành thanh tra đã giải quyết kịp thời và nhanh nhất những kiến nghị phản ánh khiếu nại của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả không trùng lặp. Tham mưu tốt cho tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng đảm bảo kịp thời. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác của ngành thanh tra, nhất là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra chưa sâu sát. Tại một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, một số cơ quan thanh tra chưa chủ động trong việc tham mưu giải quyết các vụ việc kéo dài, đồng thời đề nghị. Khi mà ban hành cái thanh tra kết quả, kết luận ấy, nó phải rõ ràng, minh bạch và đúng pháp luật. Thứ hai là cái chỉ đạo trung ương cũng rất là thường xuyên, cũng mong đồng chí là cũng thực hiện theo những cái chỉ đạo của trung ương. Kế hoạch thanh tra thì báo cáo chi là cũng đi sâu vào những lĩnh vực mà nhạy cảm. Tôi muốn các đồng chí đi sâu và chúng ta cố gắng phát hiện nếu có. Tôi mong các đồng chí là chúng ta tổng hợp lại, phân loại ra những cái vụ việc mà nó liên quan đến gọi là phức tạp, kéo dài mà ấy thì các đồng chí tập trung và kiên quyết là không để xảy ra những cái điểm gọi là nóng. Có như nào thì chúng ta đối thoại với dân. Tôi cũng chẳng ngại đi đối thoại, báo cáo chứ tôi sẵn sàng ngồi để đối thoại để làm rõ vấn đề, làm thế nào thì cái phương án như thế nào, cách nào đó, cách thức nào, phương thức nào đó thì chúng ta không để xảy ra điểm nóng, và công chí kịp thời nếu có thì báo cáo quan tỉnh phụ trách, ví dụ tôi phụ trách thanh tra để chúng ta xử lý kịp thời. Ngành thanh tra tỉnh đề ra phương hướng năm 2020, trong đó tập trung vào việc triển khai theo đúng kế hoạch. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát đối với hoạt động của các đoàn thanh tra. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại tố cáo, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đầu tư xây dựng, đất đai, thu ngân sách nhà nước. Ngày 10 tháng 1, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2019, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giám sát 4 nội dung chuyên đề, tập trung phục vụ 5 kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Phân công chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra 18 báo cáo, 101 dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp, xây dựng 13 dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp. Tham mưu đề xuất với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương có liên quan giải quyết 62 đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tập trung làm tốt công tác chuyên môn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị năm 2020, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu tổ chức các hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và chất lượng các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khen thưởng. Ngày 10 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện thành phố trong việc nắm diễn biến tình hình, chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Nhờ đó thị trường hàng hóa ổn định, không để xảy ra tăng giá đột biến. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.455 vụ. Tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế là hơn 30 tỷ đồng. Công tác phòng chống buôn lậu được quan tâm. Lực lượng chức năng đã phát hiện 20 vụ, phạt tiền vi phạm hành chính 448 triệu đồng. Công tác tuyên truyền xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản được tăng cường.
Tuy nhiên, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, vẫn còn tình trạng vi phạm về chất lượng, nhãn hàng hóa, mẫu vật tư nông nghiệp. Việc phát hiện nơi kinh doanh bán hàng online đối với mặt hàng thời trang, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, chủ động nắm bắt địa bàn, đối tượng, nơi tập kết hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm thương mại, hàng giả, kịp thời thông tin cho báo chí trong công tác kiểm tra xử lý, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020. Ngày 10 tháng 1, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2019, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tích cực thực hiện công tác quản lý dự án kỹ thuật, giám sát, đôn đốc nhà thầu, tư vấn thiết kế, thi công xây dựng các dự án trọng điểm. Các công trình được xây dựng đảm bảo chất lượng tiến độ, đưa vào sử dụng đạt hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra. Ban quản lý dự án đã đổi mới công tác cán bộ gắn với từng vị trí việc làm, phát huy tối đa năng lực trong hiệu quả công việc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cần tiếp tục ổn định bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm, tăng cường năng lực cán bộ trong việc giám sát, thẩm định công trình tại cơ sở, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố để tháo gỡ các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu. Các nhà thầu cần quan tâm phối hợp đảm bảo các thủ tục hành chính đối với từng dự án công trình. Ngày 10 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2019, chỉ số tăng trưởng các lĩnh vực thuộc ngành thông tin và truyền thông đều được các bộ ngành đánh giá cao, đặc biệt là chỉ số ICT Index tăng 20 bậc, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố. Doanh thu bưu chính đạt 220 tỷ đồng, doanh thu từ viễn thông đạt 990 tỷ đồng. Đến nay, 100% các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã sử dụng chữ ký số và công bố phương thức trao đổi văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số trên môi trường mạng. Hoạt động thông tin báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản phát triển, đảm bảo đúng định hướng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng, đầu tư có hiệu quả dự án chính quyền điện tử, hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, khai thác vận hành an toàn hiệu quả trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo hạ tầng đáp ứng việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CPI của tỉnh. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 1, Khối thi đua Cơ quan Quản lý Nhà nước và Sự nghiệp về Văn hóa Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, 7 cơ quan trong khối đã nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được sao. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền lương, công tác lao động, giải quyết việc làm cho 16.900 lao động, phong trào đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt. Công tác phát thanh và truyền hình được đổi mới và nâng cao chất lượng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác y tế, bảo hiểm xã hội có bước phát triển và cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đồng thời tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch. Năm 2020, các cơ quan trong khối tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, quan tâm bồi dưỡng phát triển năng lực cho cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Ngày 9 tháng 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý 4 năm 2019, định hướng công tác tuyên truyền quý 1 năm 2020. Quý 1 năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh, báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng của tỉnh, tuyên truyền đậm nét về những vấn đề thời sự nổi bật, các sự kiện chính trị, nhất là công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị ở các địa phương với nhiều bài viết chuyên sâu. Nhiều tin bài đề cập đến những chỉ đạo và kết quả xử lý những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, qua đó đã cổ vũ phong trào thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các bài viết điều tra mang tính phát hiện chưa nhiều.
một số sở ngành chưa thực hiện đúng quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quý 1 năm 2020, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những thành quả phát triển kinh tế xã hội, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tuyên truyền đậm nét các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, phát hiện nêu gương, cổ vũ các nhân tố mới. Chương trình thời sự tiếp tục với các nội dung chính: tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Hội người cao tuổi Hòa Bình phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, tình trạng người dân tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Đa số người dân đã đồng tình ủng hộ và thực hiện quy định mới này. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra và đã xử phạt 19 trường hợp, trong đó có những trường hợp bị xử phạt ở mức cao. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn về việc sử dụng một số loại thực phẩm, thuốc vẫn có thể có nồng độ cồn trong hơi thở và máu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy đến với phần trình bày của phóng viên Quang Minh. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Thùy. Thưa quý vị và các bạn, cho đến hôm nay, luật phòng chống rượu bia đã có hiệu lực 10 ngày. Cùng với đó là Nghị định 100 xử phạt nặng những lái xe vi phạm nồng độ cồn. Theo quy định cũ, vẫn cho phép người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở. Còn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Nghị định 100 có hiệu lực thì cấm hoàn toàn. Quy định này đã tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Điều này đã tạo được sự răn đe và nhận được sự đồng tình của người dân. Tuy nhiên, người dân đang lo ngại là không nhất thiết phải uống rượu bia mới có nồng độ cồn. Nhiều khi ăn hoa quả lên men thôi hay là uống một số loại thuốc cũng có thể có nồng độ cồn, và sử dụng rượu bia sau bao lâu thì được điều khiển phương tiện. Nghị định 100 của Chính phủ ra đời, bên cạnh việc có nhiều điểm mới, nghị định này đã quy định mức phạt cao hơn rất nhiều. Cụ thể, mức phạt cao nhất nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với xe đạp. Phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với xe máy. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng đối với ô tô. Với việc tăng mức xử phạt này đã nhận được sự đồng tình của người dân trong việc ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông. Đã lái xe là không uống rượu bia. Đấy, là cái quan điểm này là tôi cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ sau 10 ngày triển khai Nghị định 100 của Chính phủ, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý. Đã có 19 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 trường hợp bị xử phạt ở mức cao nhất. Một số người cũng đang băn khoăn về việc sử dụng một số loại thực phẩm hay một số loại thuốc vẫn có hàm lượng cồn nhất định. Vậy làm thế nào để lực lượng chức năng phân định được người nào sử dụng rượu bia, người nào sử dụng thực phẩm có nồng độ cồn? Nếu mà những người mà không sử dụng rượu bia ấy, mà khi mà kiểm tra có nồng độ cồn trong hơi thở ấy, thì như vậy là cũng không hợp lý cho những người tham gia giao thông như vậy. Tôi thấy cái này thì nó phải ra một cái chế tài nào nó hợp lý, tại vì ăn hoa quả với cả ấy cũng nó cũng là một cái chất lên men để có nồng độ cồn, thế nên là mình có cái nào nó hợp lý với cả cái mức phạt như thế nào. Ngoài ra, có một vấn đề được nhiều người quan tâm, đó là sử dụng rượu bia thì sau bao lâu sẽ được lái xe. Bởi trên thực tế, nhiều người vừa uống rượu bia xong vẫn vô tư điều khiển phương tiện, hay có những người sử dụng rượu bia từ hôm trước nhưng đến hôm sau vẫn có nồng độ cồn trong máu và khí thở. Điều này cũng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã sử dụng rượu bia mà tham gia giao thông là điều rất nguy hiểm, bởi không chỉ có thể gây tai nạn giao thông cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Bởi vậy, luật phòng chống tác hại của rượu bia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như bảo vệ sức khỏe của người dân, ngăn chặn các hành vi không kiểm soát do rượu bia. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cần có một ngưỡng tiêu chuẩn hợp lý.
Qua tìm hiểu, hiện nhiều quốc gia trên thế giới vẫn có những ngưỡng tiêu chuẩn về nồng độ cồn khi tham gia giao thông nhằm khống chế các vi phạm sử dụng rượu bia nhưng không ảnh hưởng bởi các yếu tố khác đến từ ăn uống hoặc sử dụng thuốc. Việc nghiêm cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là điều cần thiết. Bởi trên thực tế, vi phạm quy định này không những tiềm ẩn tai nạn giao thông, sử dụng số lượng lớn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Đối với việc sử dụng thực phẩm, đồ uống có nồng độ cồn, các chuyên gia cho rằng lượng cồn ở trong thực phẩm và thuốc không đáng kể, sẽ được chuyển hóa nhanh và cồn chỉ có trong miệng chứ không có trong cơ thể. Sau 10 ngày triển khai Nghị định 100, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Hòa Bình cũng chưa xử lý trường hợp nào có nồng độ cồn thấp dưới 0,25mg trên lít khí thở và cũng chưa có khiếu nại nào về trường hợp vi phạm nồng độ cồn do sử dụng thực phẩm. Thứ nhất là trong cái hơi thở của họ thì sẽ không có cái mùi rượu bia, và cái thứ hai là cái nồng độ khi thổi là nó rất là thấp. Bộ Y tế đã chỉ ra là cái nồng độ trong hoa quả và trong thực phẩm là rất thấp và thấp hơn rất là nhiều so với khi uống một chén rượu. Thì chúng tôi đã triển khai đồng bộ lực lượng, huy động tối đa về lực lượng, phương tiện triển khai ở tất cả các huyện và địa bàn thành phố vào những giờ cao điểm. Đối với việc người dân sử dụng rượu bia sau thời gian bao nhiêu thì lượng cồn trong máu, trong khí thở sẽ hết và đủ tỉnh táo, sức khỏe để tham gia giao thông. Các chuyên gia cho rằng điều đó phụ thuộc vào số lượng rượu bia đã uống. Theo như các khuyến cáo của Bộ Y tế ấy, thì một người sử dụng rượu bia, ví dụ như là một lon bia ấy, thì tương đương với lại một đơn vị cồn. Một lon bia 333 và nồng độ 5% ấy, tương đương một đơn vị cồn. Sau khi sử dụng một đơn vị cồn như vậy thì là khoảng một tiếng sau, đối với những người mà có bệnh mà có chức năng thận, chức năng gan bình thường. Còn nhưng mà trong một tiếng đấy thì cũng có thể là nó chưa hoàn toàn đào thải được cái cồn ở trong máu. Và sau khi sử dụng đấy, sau khi sử dụng cồn ấy thì khoảng từ 0 đến 6 tiếng thì xét nghiệm cồn ở trong máu thì vẫn có cồn trong máu, và trong 6 tiếng đến 12 tiếng thì vẫn có trong khí thở. Có nghĩa là mình thổi nồng độ cồn thì vẫn lên, vẫn dương tính. Và trong 24 tiếng đến 72 tiếng thì vẫn xét nghiệm ở trong nước tiểu vẫn dương tính. Vì vậy, khi đã uống rượu bia, người dân không nên tham gia giao thông ngay. Nếu có uống thì hãy sử dụng phương tiện công cộng. Nghị định 100 được ban hành và triển khai cũng nhằm hạn chế, giảm bớt mức độ và lượng sử dụng rượu bia. Ngành y tế khuyến cáo một người nam không nên sử dụng quá 2 đơn vị cồn trong một ngày, tương đương khoảng 60ml rượu nồng độ cồn 40%, và nữ thì không quá 1 đơn vị cồn để đảm bảo sức khỏe và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Theo các chuyên gia của Bộ Y tế, dù cồn hoa quả hay cồn rượu bia cũng là một loại cồn, kể cả là ít hay nhiều. Do vậy, khi tham gia giao thông, tốt nhất là các tài xế nên chú ý tránh ăn nhiều các sản phẩm này, hoặc sau khi ăn xong nên súc miệng kỹ, ngồi nghỉ 30 đến 60 phút để lượng cồn bay hết trước khi lưu thông trên đường để tránh tình ngay lý ra. Cũng theo Bộ Y tế, người dân cần hiểu đúng về các quy định luật và cũng không nên quá lo lắng, vì mục đích lớn nhất của các quy định trong luật phòng chống tác hại rượu bia là nâng cao nhận thức và ý thức sử dụng rượu bia an toàn của mỗi cá nhân, vì một xã hội an toàn, lành mạnh cho tất cả mọi người. Và tới đây tôi cũng xin được kết thúc phần bình luận của mình. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2019, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Hòa Bình đã triển khai 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 2 chương trình lớn, qua đó đã khơi dậy phong trào tuổi cao gương sáng, xuất hiện nhiều tấm gương mẫu mực xứng đáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tấc đất tấc vàng, song vì sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, gia đình ông Bùi Thế Quyền, hội viên người cao tuổi xã Đông Phong, huyện Cao Phong đã hiến 300 m2 đất thổ cư và tài sản trên đất để làm tuyến đường liên xã Đông Phong Xuân Phong. Đây chỉ là một trong hàng chục hội viên người cao tuổi ở huyện Cao Phong hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi địa phương. Chỉ tính riêng năm 2019, hội viên người cao tuổi huyện Cao Phong đã hiến hơn 13.200 m2 đất trong thực hiện chương trình người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Nói chung là ở dân trong khu vực này thì mọi người cũng rất là hiểu và cũng tham gia xây dựng cái phong trào xây dựng nông thôn mới, thì tất cả mọi người là cũng nhân dân trong làng trong xóm thì cũng
đều có cái tinh thần, có trách nhiệm để cống hiến sức lực của mình và cống hiến của để mà xây dựng nông thôn mới ngày càng tốt đẹp hơn. Không chỉ hiến đất xây dựng nông thôn mới, với tinh thần tuổi cao chí càng cao, nhiều hội viên người cao tuổi đã gương mẫu đi đầu trong việc cải tạo vườn tạp, mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời tổ chức dạy nghề cho con cháu và tạo việc làm cho người lao động. Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có gần 1.400 người cao tuổi được công nhận làm kinh tế giỏi, có hộ đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Tôi thì nói chung là ở nhà nó mang tính chất là cố vấn cho các em, các cháu nó làm. Nhưng mà mỗi ngày là vẫn là kinh tế tập trung, chứ không chưa phải tách bạch đâu. Mà coi như là tôi vẫn là chủ cột trong gia đình. Đấy, nên coi như là cam, nếu nói về số lượng là hiện nay là tôi tầm 15-20 hạt. Tỉnh Hòa Bình hiện có 184 hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn với hơn 103.600 hội viên. Năm 2019, Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục thực hiện tốt 3 nhiệm vụ công tác hội và 2 chương trình công tác lớn, tập trung vào việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, nêu gương trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là phong trào tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Những kết quả hoạt động của Hội người cao tuổi trong tỉnh đã góp phần vào thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hai chương trình lớn của người cao tuổi là tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi đã làm cái việc là tuyên truyền cho người cao tuổi, rồi là vận động người cao tuổi là hiến đất hiến kế. Thế thì cái này đã làm được. Công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi ấy, thì năm 2019 này chúng tôi làm tương đối có hiệu quả. Ví dụ như là thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi trong dịp Tết Canh Tí vừa rồi. Hoạt động của Hội người cao tuổi tỉnh Hòa Bình ngày càng đi vào thực chất bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Thông qua phong trào tuổi cao gương sáng, vị trí, vai trò của tổ chức Hội người cao tuổi đối với gia đình, xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, khẳng định trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức một cuộc thảo luận mở về hòa bình và an ninh quốc tế trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Đại diện của hơn 60 quốc gia đã tham dự phiên họp hôm thứ Năm. Tổng thư ký Antonio Guterres đã mở đầu cuộc thảo luận bằng cách kêu gọi các nỗ lực ngoại giao. Các đại biểu cũng đã kêu gọi Mỹ và Iran tìm cách giải quyết thông qua đối thoại chứ không phải sử dụng vũ lực. Nhưng đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft cho biết việc giết chỉ huy Iran Qasem Soleimani là có lý do chính đáng như một hành động tự vệ. Bà nói rằng Mỹ sẽ thực hiện quyền tự vệ khi cần thiết để bảo vệ cuộc sống của người Mỹ. Tuy nhiên, bà Craft cũng nhấn mạnh Mỹ muốn một tương lai tuyệt vời cho Iran, nói rằng đất nước của bà đã sẵn sàng hợp tác và bắt tay với những người tìm kiếm hòa bình. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông có thông tin tình báo cho thấy một tên lửa của Iran đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách của Ukraine bị rơi ở Iran hôm thứ Tư. Truyền thông Iran cho biết một quan chức địa phương đã bác bỏ tin báo này. Ông Trudeau đã đưa ra thông báo tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, chiếc máy bay đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở thủ đô Tehran của Iran. Tất cả gần 180 người trên máy bay không ai sống sót, trong đó có hàng chục người Canada. Vụ tai nạn xảy ra sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Iraq, nơi ở của liên minh do Mỹ dẫn đầu. Một số phương tiện truyền thông Mỹ đã trích dẫn các quan chức chính phủ nước này nói rằng chiếc máy bay xấu số của Ukraine rất có thể đã bị Iran bắn hạ. Hôm thứ Năm, CBS News đưa tin rằng các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện hai vụ phóng tên lửa đất đối không xảy ra ngay trước khi máy bay phát nổ. Các quan chức chính phủ Mỹ cho biết hệ thống chống tên lửa của Iran đã bắn hạ chiếc máy bay. Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không tin rằng sự cố máy móc gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, truyền thông Iran dẫn lời Giám đốc Hàng không dân dụng Ali Abedzadeh đã bác bỏ các thông tin của Mỹ và cho đó là một tin đồn vô lý. Ông nói rằng không thể bắn tên lửa trong khu vực máy bay rơi khi các chuyến bay quốc tế và nội địa đang bay trên không phận. Ngày 9 tháng 1, Hạ viện của Vương quốc Anh đã thông qua dự luật cho phép nước này rời khỏi Liên minh châu Âu.
Các phương tiện truyền thông Anh cho biết với 330 phiếu thuận và 231 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua lần cuối cùng dự luật thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu, qua đó mở cánh cửa để London rời khỏi mái nhà chung EU, theo đúng kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson vào ngày 31 tháng 1 tới. Đây được coi là chiến thắng chính trị lớn của Thủ tướng Boris Johnson, người coi việc hiện thực hóa Anh rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 1 là nhiệm vụ hàng đầu của mình. Tiếp theo, dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để thông qua. Bộ trưởng phụ trách Brexit Stephen Barclay bày tỏ tin tưởng Thượng viện Anh sẽ không làm trì hoãn tiến trình này. Nếu mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, Nghị viện châu Âu sẽ thông qua thỏa thuận Brexit vào ngày 29 tháng 1 năm 2020 và Brexit chính thức diễn ra 2 ngày sau. Bước tiếp sau đó là London và EU sẽ khởi động các cuộc đàm phán thương mại. Sau khi rời EU, nước Anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp để London và EU thảo luận quy chế quan hệ trong tương lai. Anh sẽ vẫn là một thành viên của Liên minh thuế quan và thị trường đơn nhất. Tuy nhiên, Anh sẽ rút khỏi các thể chế chính trị cũng như không còn đại diện trong Nghị viện châu Âu và Hội đồng EU. Bên cạnh đó, công dân EU sẽ tiếp tục có thể tới Anh làm việc và ngược lại. Một lớp khói dày vượt quá mức ô nhiễm an toàn đã bao phủ thủ đô của Thái Lan trong 4 ngày liên tiếp gần đây. Các nhà chức trách địa phương đang kêu gọi mọi người ở đó đeo khẩu trang và tránh mọi hoạt động ngoài trời không cần thiết. Chất lượng không khí của Bangkok đã trở nên tồi tệ kể từ thứ Hai. Mức độ chất gây ô nhiễm PM2.5 đã đạt mức cao kỷ lục. Chất lượng không khí của thành phố ở mức tồi tệ thứ ba trên thế giới sau Canberra của Úc, nơi ô nhiễm có thể được quy cho các vụ cháy rừng, và New Delhi của Ấn Độ. Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho cảnh sát giám sát chặt chẽ khí thải từ các phương tiện và nhà máy. Nhưng một quan chức môi trường cho hay, tình trạng không khí xấu dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài cho đến thứ Bảy. Một quan chức của Cục Kiểm soát ô nhiễm cho biết, hầu hết ô nhiễm là do xe cơ giới và chính phủ đã ra lệnh mở thêm làn đường trong 3 tháng tới để giảm lưu lượng xe. Chất lượng không khí của Thái Lan đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây. Nhóm chuyên gia cố vấn ở Bangkok cho rằng, vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng này đang gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế của đất nước, đặc biệt là ngành du lịch. Một cuộc khảo sát của một công ty nghiên cứu tư nhân vừa phát hiện ra rằng năm ngoái đã có một số lượng kỷ lục các công ty Nhật Bản phá sản do thiếu công nhân. Công ty nghiên cứu Tokyo Shoko cho biết 426 công ty đã tuyên bố phá sản vào năm 2019 vì họ không thể tìm được đủ lao động. Con số này cao hơn khoảng 10% so với năm trước và cao nhất kể từ năm 2013 khi dữ liệu lần đầu tiên được tổng hợp. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Những khu vực này chiếm khoảng một nửa trong số tất cả các vụ phá sản do thiếu lao động. Nghiên cứu Tokyo Shoko cho biết các công ty nhỏ hơn đặc biệt dễ bị thiếu hụt nhân công. Họ nói rằng các nhà quản lý phải đối mặt với một năm khó khăn phía trước vì chi phí cho nhân viên bán thời gian và các công nhân khác tiếp tục tăng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn hoặc kênh YouTube HBTV.